Johnny, chuyện gì vậy? Nhạc rock and roll. Oh, cứ như là một buổi biểu diễn rock and roll vậy. Đúng vậy, tôi có tóc dài còn cô có nhạc rock and roll. Đây là gì vậy? Đó là rock and roll. Máy tập rock and roll stepper. Tôi tập thử được không? Chứ được, cô phải nghe tôi trước đã. Cô phải nghe tôi đã. Được rồi, anh nói đi. Chuyện này không đơn giản đâu. Cô biết đấy, trong 10 năm tôi đã sử dụng một máy tập duy nhất. Đó là máy tập Gazelle. Tôi biết. Nhưng giờ đây, tôi đã phát hiện ra máy tập rock and roll stepper. Sản phẩm máy tập rất được ưa chuộng ở châu Á. Cô có biết tại sao không? Tại sao? Vì ở châu Á, mọi người rất thích tập luyện nhưng lại không có nhiều không gian ở trong nhà. Đúng vậy. Vì vậy, họ muốn có một máy tập nho gọn, có thể tập luyện được cho tất cả các nhóm cơ bắp. Ấy, đợi đã, anh nói tất cả các nhóm cơ bắp, máy tập nhỏ xíu này có thể tập luyện được cho tất cả các nhóm cơ bắp ư? Đúng như vậy, nó có thể làm được nhiều hơn cô tưởng tượng đấy. Tập cho tim, cho cơ bắp, và điều mà nhiều máy tập khác không làm được là tập cho vùng giữa cơ thể. Một máy tập xinh xắn và hiệu quả. Thế cơ à? Đây là một máy tập rất xinh xắn. Bạn chỉ cần bước lên và nào, ta có thể bắt đầu tập luyện theo nhịp điệu của nhạc rock and roll, sử dụng vùng hông. Tôi thử thử nhé. Chưa, để tôi cho cô xem cái này. Debra, cô có biết kỹ thuật đĩa hình ghi nhiệt là gì không? Không. Nó là một máy quay y khoa. Khi cô hướng nó về phía người nào đang tập luyện, nó sẽ cho cô thấy những nhóm cơ bắp nào đang hoạt động. Vì thế chúng ta sẽ cho quý vị khán giả thấy là vùng nào trên cơ thể đang tập luyện với nhịp rock and roll. Được. Ta sẽ bắt đầu ghi nhiệt nhé. Rất đơn giản, hãy nhìn màu xanh kia. Màu xanh cho ta biết là đầu gối không bị căng. Điều này rất quan trọng vì máy tập rock and roll stepper không hề có tác động xấu lên cơ thể. Bạn tập luyện cho cả bắp đùi trong và ngoài. Cả trong và ngoài. Hãy nhìn vòng ba của cô ấy. Cô ấy đang mặc quần short ngắn, nhưng ta vẫn thấy có màu đỏ bên dưới đó. Toàn thân đấy. Phần lõi cơ thể. Đúng rồi. Phần lõi cơ thể. Ồ. Cả cơ thể đang đốt cháy calo và tập luyện cho các cơ bắp. Máy tập rock and roll stepper hiệu quả với mọi lứa tuổi và với mọi trình độ tập luyện. Máy tập rock and roll stepper là máy tập cá nhân kiểu mới rất hiệu quả, đơn giản, dễ sử dụng, đang rất được ưa chuộng tại Mỹ. Hãy sẵn sàng đón nhận một vóc dáng quyến rũ và khỏe mạnh với máy tập rock and roll stepper. Trong hơn 20 năm qua, hơn 40 triệu người trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới đã giảm cân và lấy lại vóc dáng quyến rũ nhờ một người. Đó là huấn luyện viên thể dục chuyên nghiệp người Mỹ, anh Tony Little. Và giờ đây, Tony đã trở lại với bước đột phá mới về thiết bị tập luyện tại nhà. Best Buy xin giới thiệu máy tập tiên tiến, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Máy tập Rock and Roll Stepper của Tony Little giúp bạn tập luyện hiệu quả và vui nhộn theo nhịp điệu nhạc Rock and Roll. Để có được bắp đùi gọn hơn, vòng hông thon hơn, mũi bụng săn chắc hơn và vóc dáng thon thả và cân đối hơn bao giờ hết. Hãy quan sát máy tập Rock and Roll Stepper. Máy tập này giúp bạn chuyển động ở từng bên với tầm chuyển động tối đa, tập luyện cho nhiều cơ bắp hơn và đốt cháy nhiều calo hơn. Và cả các bắp đùi trong và ngoài nữa chứ. Những vùng màu đỏ trong hình ảnh ghi nhiệt này cho thấy các cơ bắp đang hoạt động đấy. Hình ảnh này chứng minh rằng máy tập Rock and Roll Stepper tập luyện cho những nhóm cơ bắp chính trên toàn bộ cơ thể mà không hề có tác động tổn hại gì tới khớp hay đầu gối. Bí quyết của máy tập Rock and Roll Stepper là sức mạnh đốt cháy calo và tạo vóc dáng cho toàn bộ cơ thể. Vì thực ra, với rock and roll, bạn đang tập luyện 4 bài tập cùng một lúc. Bạn vừa có thể tập luyện cho vùng tim, làm các cơ bắp săn chắc và khỏe mạnh, tăng cường cho vùng lõi cơ thể và giữ thăng bằng nữa chứ. Tất cả đều được thực hiện cùng một lúc, chỉ với một chuyển động vui nhộn theo nhịp điệu nhạc rock and roll. Và vì bạn tập được 4 bài tập cùng một lúc với máy tập rock and roll stepper, nên bạn chỉ cần tập luyện 5 phút mỗi ngày mà thôi. Máy tập Rock and Roll Stepper có màn hình LCD giúp bạn dễ dàng theo dõi lượng calo đã đốt cháy cũng như nhịp rock and roll mà bạn đã thực hiện. Hơn thế nữa, bạn còn nhận thêm đĩa DVD hướng dẫn tập luyện giúp đốt cháy mỡ thừa, giúp bạn tập luyện tại nhà theo sự hướng dẫn của Tony Little, huấn luyện viên thể dục chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới. Đề nghị này quá hấp dẫn nên bạn không thể bỏ qua. Máy tập Rock and Roll Stepper là thiết bị tập luyện không thể thiếu của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Khánh Hòa 0583 542 777, Cần Thơ 0710 375 3333, Hải Phòng 0313 666 777, Đà Nẵng 0511 363 8888, Hà Nội 043 934 8888, Thành phố Hồ Chí Minh 0854 444 4444. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.